Và bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của mãnh sư Lê Văn Nải, Phi đoàn 243 ngoại truyện, kỳ 3. Phi trường Phù Cát nằm cách thành phố Quy Nhơn 34 cây số tính theo đường quốc lộ số 1 về hướng Bắc, được quân đội Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành xây dựng vào năm 1966. Phi trường là một vùng bán sơn địa hoang vu, đất đai cằn cỗi, được bao bọc bởi rừng núi chập trùng về hướng Tây, với mật khu Vĩnh Thạnh kéo dài về hướng Bắc, tiếp giáp với mật khu An Lão, thành thử phi trường Phù Cát, là một cái gai nằm chẳng ngay yết hầu của con đường giao liên với miền đồng bằng trù phú của quận Phù Mỹ và Phù Cát. Điều đó cho thấy phi trường thực sự là một tiền đồn chiến lược vô cùng quan trọng, có nhiệm vụ xuất kích những phi vụ yểm trợ quân bạn trên toàn lãnh thổ tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận theo nhu cầu chiến trường. Ngày 1 tháng 1 năm 1972, quân đội Hoa Kỳ chính thức bàn giao phi trường Phù Cát cho Không quân Việt Nam Cộng Hòa, với tên gọi mới là Căn cứ 60 Chiến thuật Không quân, do Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền nhận trọng trách chỉ huy trưởng, và phi đoàn Mãnh sư 243 là đơn vị tác chiến đầu tiên theo chân chỉ huy trưởng căn cứ tiếp quản và bảo vệ căn cứ non trẻ vừa mới được bàn giao này. Phi đoàn Mãnh sư 243 chúng tôi là một phi đoàn tân lập, cho nên toàn bộ hoa tiêu của phi đoàn cũng rất non trẻ, từ tuổi đời đến kinh nghiệm chiến trường, vì chúng tôi là những hoa tiêu của ba lớp liên tiếp nhau, vừa tốt nghiệp hoa tiêu trực thăng từ Hoa Kỳ về nước, và tất cả đều được thuyên chuyển về phi đoàn tân lập này, để rồi sau đó những cánh chim non lại bay ngay vào vùng lửa đạn trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, với chiến dịch tái chiếm ba quận Bắc Bình Định, Hoài Ân, Hoài Nhân, Tam Quan. Lớp bay 71-11 của chúng tôi tốt nghiệp từ trường bay Fort Hunter, Georgia, về nước vào cuối tháng 7 năm 1971 và được thuyên chuyển toàn bộ về phi đoàn Mãnh sư 243 tân lập, đang ăn nhờ ở đậu tại phi đoàn thần tượng 215 thuộc sư đoàn 2 không quân đồng trú tại Nha Trang. Trong thời gian chờ quân đội Hoa Kỳ bàn giao phi trường Phù Cát, thì các hoa tiêu được chia thành từng nhóm nhỏ, 5-6 người về các lữ đoàn không kỵ của các đơn vị Hoa Kỳ tại Đồng Bà Thành, Cam Ranh, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Đông Tác, Phú Yên, An Sơn, Bình Định, để bay check out hành quân và huấn luyện để trở thành hoa tiêu chấm. Số hoa tiêu còn lại thì được các huấn luyện viên của phi đoàn 215 huấn luyện tại chỗ và chờ đợi ngày quân đội Hoa Kỳ bàn giao để cùng phi đoàn bay ra tiếp quản phi trường Phù Cát. Lớp bay 71-13 về nước sau chúng tôi 3 tuần và cũng được phi đoàn gửi đến các lữ đoàn không kỵ Hoa Kỳ huấn luyện như lớp của chúng tôi. Đến lớp 71-15 về nước thì một nửa được thuyên chuyển về Biên Hòa và một nửa về phi đoàn Mãnh sư 243. Lúc này đã hoàn tất việc tiếp nhận cơ sở tại phi trường Phù Cát, cùng với số hoa tiêu đã tạm đủ cho cấp số của một phi đoàn trực thăng tân lập. Trên đây là vài nét giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành phi đoàn Mãnh sư 243 tân lập của chúng tôi tại căn cứ 60 chiến thuật không quân Phù Cát. Và nội dung chính của bài viết này là những sinh hoạt thường ngày của những người lính tàu bay chúng tôi tại cư xá sĩ quan độc thân, phần nào nói lên được hoàn cảnh của những người lính không quân đang trấn thủ lưu đồn. Sau khi nhận bàn giao tất cả cơ sở vật chất từ quân đội Hoa Kỳ thì phi đoàn chúng tôi được phân chia về 4 barrack của cư xá sĩ quan độc thân, nằm thiệt xa tận cùng về phía đông bắc của phi trường, trong khung chữ nhật của bản đồ, để rồi chỉ cần đi qua bãi rác và kho bom là có thể đỏ mặt và bấm cò khai hỏa với biệt cộng ngoài vòng đai phía bắc. Vì trước đây là cư xá của các hoa tiêu không lực Hoa Kỳ, cho nên mỗi phòng tuy nhỏ nhưng được trang bị một giường sắt độc thân, một bàn với một chiếc điện thoại và nhất là phải có một máy lạnh để chống lại sức nóng của gió Lào vào mùa hè khắc nghiệt. Barrack của tôi có một phòng trống, không có trang bị giường tủ gì cả,
nhưng lại có một tủ lạnh lớn, cho nên tôi chọn làm phòng bếp, để nơi đây nấu ăn cho cả nhóm, vì câu lạc bộ nằm quá xa tận ngoài cổng chính của căn cứ, và nhất là tiền lương eo hẹp của một sĩ quan độc thân. Cho nên hầu hết các anh em trong phi đoàn tự nấu ăn một mình, hay góp tiền mua thực phẩm nấu ăn chung với nhau. Nhóm nấu ăn chung của chúng tôi có bốn người là Nguyễn Quốc Hưng, Hưng Mát, Nguyễn Đình Châu, Châu Điếc, Dương Đức Hạnh, Hạnh Hen và tôi, Thiểm Tư. Vì bài viết có tên là Ngoại truyện, cho nên các chi tiết trong bài viết này tôi hay kể lan man, nhớ đâu kể đó, không mạch lạc đầu đuôi, cho nên mong độc giả thông cảm, chỉ gói ghém niềm ước mơ một thời gợi nhớ. Thời gian đầu năm 1972, cả bốn ông đều độc thân. Ông Hưng lớn tuổi nhất nhưng là người cùng khóa 69A với tôi, rồi đồng hành cùng nhau qua những lớp học lái máy bay trực thăng ở Mỹ, rồi về phi đoàn mảnh sư 243 này, mà tôi không thấy ông có một mảnh tình yêu nho nhỏ nào bỏ túi cả. Tôi dò hỏi thì ông Hưng tâm sự, tao có người yêu từ năm 13 tuổi, rồi không đâu vào đâu cả, giờ tạm nghỉ. Tôi thì không tin như vậy, mà tôi nghĩ rằng ông chưa tìm ra được ý trung nhân mà thôi. Đúng như tôi dự đoán, một năm sau đó, ông thông báo cho tôi biết là con tim đã mở cửa trở lại. Tôi mừng cho ổng. Hưng có một chiếc xe đạp cà tàng, không có vành trắng bùng, không có ba ga, có thắng nhưng không hiệu quả với mấy con dốc thoi thoải trong phi trường. Ngày nghỉ bay thì tìm về thăm ý trung nhân là một nhân viên dân chính tận chí miệt câu lạc bộ sĩ quan. Hành trình tìm đến tình yêu cũng lắm gian khổ đổ mồ hôi, lên dốc thoi thoải thì ráng đạp. Lên dốc hơi cao thì phải xuống xe đẩy bộ, xuống dốc thì khỏe, nhưng lại tội cho chiếc giày bên chân phải. Thắng không ăn cho nên phải dùng nó làm vật cản. Thành thử đường vào tình yêu mới chỉ có một tháng, mà để đôi giày bên cao bên thấp. Ngày nọ, tôi thấy Hưng lên đầu lắng lại, tôi nghĩ hôm nay chắc là ngày quan trọng. Nhưng khi tôi coi lại chiếc xe đạp của ổng thì thấy đầu mấy cái răng của dĩa xe nó nhọn quắc và cong như móng vuốt của mấy con chim đại bàng. Thôi thì để cho quách một chút, tôi nói với ổng lấy chiếc xe Honda 67 của tôi mà đi. Khổ một nỗi là Honda 67 cho ngon vậy chứ tôi chỉ dùng nó chạy ra chợ Gò Găng, mua thực phẩm rồi chạy về, chứ không dám chạy thẳng Quy Nhơn. Người ta nói xăng JB4 nhạy lắm, đập một cái là nổ. Nhưng xe Honda của tôi thì đạp ba cái mà nó nổ là hôm đó ông Táo ổng thương. Chặng xuất hành tại Barack, tôi đạp cần xe 5 lần thì nó mới nổ và tôi trao tay lái lại cho Hưng với lời dặn. Ai tôi không biết hôm nay ông đi đâu, nếu ông đi Quy Nhơn mà khi dậy ông đạp xe 3 lần không nổ á, thì ghé tiệm cho họ chùa Buri là xong. Còn nếu ở trong căn cứ thì ông đưa xe đến đầu con dốc, cho nó chạy xuống rồi thao tác bình thường là nó nổ ngay. An tâm đi, đi chơi vui vẻ. Giờ kể chuyện về ông Châu Điếc. Người to cao, ngon lành, đẹp trai nhất trong nhóm, nhưng lại là người kín tiếng nhất về chuyện tình yêu. Vì trong những năm tháng đồng trú tại phi trường Phù Cát, tôi không thấy ổng thổ lộ một chút manh mối về một người con gái nào cả. Bằng chứng là tôi không thấy ổng đưa em nào vô phi trường để ra mắt chúng tôi. Tôi dò hỏi thì ổng nói, tao không có lộn xộn như tụi mày, tao chưa yêu nhưng khi tao đã yêu thì con tim tao chỉ dành duy nhất cho người đó mà thôi. Điều này đúng vì ổng đã o bế trái tim của ổng cho tới khi vượt biên, đến bến bờ bình yên rồi trân trọng trao cho người con gái đã mở cửa trái tim của ổng. Thương và tội nhất là Dương Đức Hạnh. Khi về phi đoàn thì tôi đã nghe anh em gọi là Hạnh Hen rồi, cho nên tôi không biết anh em đặt tên đó vào thời gian nào. Hạnh hiền khô và về chuyện tình yêu, thì Hạnh còn kính tiếng hơn Châu Điếc. Hạnh cùng quê Nha Trang với tôi, nhà ở rọc treo muốn góc đường Trần Quý Cáp. Tôi có ghé nhà mấy lần, thấy gia đình nề nếp, gia phong, cho nên tôi nghĩ chắc ba má Hạnh đã sắp xếp chuyện đôi lứa đâu đó xong xuôi, nên Hạnh không có quậy như chúng tôi. Sau 3 năm trấn thủ lưu đồn, thì Hạnh và tôi xin hoán chuyển về cùng phi đoàn Long Mã 219. Thuộc sư đoàn 20 quân đồng trú tại Nha Trang vào tháng 10 năm 1974.
Rồi ngày 10 tháng 3 năm 75, Việt Cộng tấn công thành phố Ban Mê Thuột và sân bay L-19, nơi có biệt đội của phi đoàn 219 đầu máy bay. Phi đội đã mất Quách Ngọc Thao, Đặng Quân, Nguyễn Văn Be và vài anh em khác. Hạnh nằm trong toán biệt đội kỳ đó và thoát được về lại Nha Trang. Tao mừng cho Hạnh và hỏi tình huống nào Hạnh thoát được. Thì Hạnh nói khi chui qua hàng rào bị kém gai móc giữ áo fly jacket. Để nhờ đó mà Hạnh tuột hai tay và thoát được ra ngoài để về lại Nha Trang. Hạnh được nghỉ ngơi để ổn định tinh thần, nhưng không biết tại sao mấy ngày sau, Hạnh lại vào phi đoàn và đến ngày 19 tháng 3, thì thấy có tên trên bảng phi lệnh bay cùng phi hành đoàn với đại quý Hùng Đế, và buổi chiều thì nhận được tin phi cơ bị SA-7 bắn rơi trên vùng trời phi trường Phụng Dực. Cuối cùng là tôi với hổng danh Thiếm Tư, mà anh em phi đoàn và cả khóa 69A của tôi đều biết và đều gọi khi gặp nhau, chứ họ ít gọi bằng tên. Nhiều khi có người lạ nghe anh em gọi Thiếm Tư và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ thì tôi giải thích liền. Anh chị thông cảm, mấy anh em trong phi đoàn họ gọi tôi là Thiếm Tư là vì tôi thuộc tiếp người nhiều chuyện giống đàn bà, chứ không phải tiếp người nửa nọ nửa kia đâu nghe. Quan niệm ngoài xã hội thì nghe tới mấy người như thế, họ có vẻ bị mọi người e dè. Nhưng với bản chất người đàn ông không câu này, thì tôi lại khoái anh em họ gọi như thế. Vì chuyện gì trong phi đoàn tôi cũng đều biết, cho nên anh em muốn rõ chuyện gì thì họ đều nói. Muốn biết thì hỏi Thiếm Tư, như vậy mà không khoái sao được. Vậy có ai muốn gọi tôi là Thiếm Tám thì cứ gọi nha. Về chuyện tình duyên của tôi thì êm đềm, xuôi chèo, mát mái. Thổng thức trái tim khi lần đầu gặp em khi em mới học lớp đại tứ. Và hai đứa cùng vun đắp tình yêu trong hơn 4 năm để rồi tháng 8 năm 1972. Thì chúng tôi tổ chức đám cưới tại Nha Trang. Sau đám cưới thì chúng tôi lại nhà ai nấy ở. Em ở lại Nha Trang để tiếp tục học cho xong khóa sư phạm. Còn tôi thì trở lại Phù Cát với vị thế mới là người trẻ nhất, lại là người có vợ sớm nhất trong số 4 người của nhóm nấu ăn chung. Kể từ đó, mỗi lần tôi về phép hay có chuyến bay liên lạc về Nha Trang, đến khi trở lại Phù Cát thì tôi được thêm nguồn tiếp tế thực phẩm với đặc sản Nha Trang. Bánh tráng thì có bánh tráng dày để nướng, bánh tráng mỏng để cuốn chả, bánh tráng đường mè để ăn vặt. Ngoài ra còn có mắm nêm, cá khô, mực khô. Tất cả tôi bỏ vào tủ lạnh và tủ chứa đồ khô cổ bếp do tôi phụ trách tổng quát phần đi chợ nấu ăn. Tôi phân công hai ông Hưng và Châu hôm nào nghỉ bay thì phụ tôi vài công việc lặt vặt trước khi tôi nấu thức ăn. Còn Hạnh thì được phân công chỉ rửa chén bát sau khi ăn cơm xong mà thôi. Hàng tháng sau khi lãnh tiền cơm trưa dành cho nhân viên phi hành, thì cũng là lúc tôi thu tiền đi chợ. Ông bà xưa có câu, thóc lúa tới đâu bồ câu tới đó. Cho nên khi phi trường Phù Cát được quân đội Hoa Kỳ bàn giao qua cho không quân mình, thì trước cổng phi trường cũng được hình thành một cái chợ chiều để bán thực phẩm mà khách hàng chủ yếu là anh em quân nhân trong căn cứ đi chợ mua thực phẩm cho buổi cơm chiều như tôi. Rồi tiếng lành đồng xa, cho nên sau khi biết phi trường Phù Cát được tiếp quản bởi mấy ông không quân hào hoa phong nhã, cho nên trên đường từ cổng chính chạy về hướng đông ra quốc lộ số 1, qua khỏi chợ chiều Gò Găng, dưới những bóng xoài trong mát, lại được hình thành những căn nhà nho nhỏ, tạo nên thêm một xóm chợ tình, ăn bánh trả tiền. Một chiều nọ, sau khi đi bay về thì tôi chạy thẳng ra chợ, để xem có thứ gì ngon thì mua về làm món nhậu. Vừa dựng xe xong thì tôi thấy một bà già ngồi bán cá đồng với hai con cá lóc to bằng bắp tay đang vẫy đuôi trong chậu. Tôi biết mình trúng mánh cho món cá lóc nướng chui, cho nên tôi sắp tới liền để giành phần là mình đến trước. Tôi thì mừng ít, nhưng bà già thì mừng nhiều với lời mời đon đả. Kẹo kẹo, mua cá trèo đi kẹo. Là dân miền Trung cho nên tôi biết nội dung lời mời là cậu cậu, mua cá trèo đi cậu. Chắc chắn tôi phải mua hai con cá lóc này, cho nên tôi chọc vui với bà. Dì ơi, con cá sống dưới nước mà sao nó trèo được hả dì? Bà bán cá đang lúng túng không biết trả lời ra sao, thì tôi nghe một giọng nói trong trẻo rất dễ thương. Dì ơi, dì phải gọi con cá này là con cá lóc,
thì anh hai mới hiểu. Tôi quay lại thì nhận ra em có mái tóc dài, mặt mũi đủ điểm trung bình, mặc bộ quần áo lịch sự như người vừa rời bến xe đang trên đường về nhà. Đàn bà con gái họ có giác quan thứ sáu, còn đàn ông con trai chỉ có ngũ quan. Nhưng hôm đó tôi chỉ xài có ba giác quan thôi, mà tôi cũng đã biết lịch sự bản thân của em. Thị giác tôi nhìn qua tôi chấm đủ điểm trung bình. Thính giác tôi nghe cái giọng nói ngọt xớt, với cái giọng trong trẻo này mà ca cải lương tình anh bắn chiếu, hay tân nhạc đêm buồn tĩnh lẻ thì cố nhân cũng phải ghé lại lần hai. Rồi khứu giác tôi ngửi được hương thơm, hơi gắt, phảng phất bay theo gió gọi mời đầy cám dỗ. Để cho chắc ăn, trước khi tôi trổ tài tán, thì tôi nhìn quanh xem thử còn có anh hai nào gần tôi nữa hay không. Thấy chỉ có mấy anh em không quân ở phía xa, đang lúi húi lựa mua hàng, còn tôi thì mặc bộ đồ bay, đầu đội nón calo, mắt đeo kính pilot, súng B-38 lệ sệ bên hông, đang canh chừng hai con cá lóc, vì sợ người khác mua hớt tay trên, trong hiên ngang như ngọn hải đăng, đang đứng trước chợ chiều Gò Găng. Thấy tôi quay lại nhìn, em lên tiếng làm quen. Anh hai mới đi bay vậy? Em à, ở trọng mới ra. Ủa, sao anh hai biết hay vậy? Nghe giọng nói trong trẻo dễ thương là biết liền. Ở đây anh đâu thấy có ai nói giọng miền Nam như em. Giọng nũng nịu. Anh hai chọc em hoài. Thiệt mà, ở miệt trống em ở đâu? Em ở Sài Gòn. Thêm một chi tiết nhỏ nữa để tôi khẳng định em mới từ Hạnh Thông Tây Gò Vấp theo bạn ra đây tìm kế sinh nhai. Em à, ra đây làm gì? Có mấy nhỏ bạn rủ em ra ngoài này chơi cho biết bình định. Tôi tiếp lời em. À, rồi tiện thể xem có anh không quân nào ở phù cát này dễ thương giống như anh thì em về nói má ra phù cát cưới cho em phải không? Anh hai! Tưởng cá đã cắn câu, em đeo theo tôi riết khi đi dạo mua thêm mấy thứ rau cho món cá lóc nướng trui. Xong rồi tôi tìm kế đánh bài chuồng. Ở đây vui lắm, đầu đó xong xuôi rồi về trống rước má ra để bà lo chuyện chồng con cho nó, chứ mình em không chọn được đâu. Vì mấy anh không quân nào cũng đẹp trai hết. Có nhiều khi em chọn bị hớ nữa đó. Thôi chào em, anh hai về kéo vợ anh trong. Mặt em buồn hiu, tôi tán thêm một câu an ủi cho em thêm niềm tin và mình còn có giá. Tại gặp em hôm nay anh đi chợ mới lâu như vậy đó. Sợ về bà xã anh hỏi sao hôm nay đi chợ lâu anh không biết bề nào mà trả lời. Tôi lấy cớ nói vậy để lên xe giọt lẹ về lo món cá lóc nướng trui, chứ vợ chưa học xong khóa sư phạm đang ở Nha Trang mà chờ nổi gì. Với hai con cá lóc này tôi sẽ nướng trui cuộn bánh tráng, nướng hai bánh tráng dày, một tràng bánh tráng mỏng để cuốn, giao hân phụ lặt rau sống, giao châu leo lên cây xoài hái mớ lá xoài non. Thứ này chua chua chát chát cuốn chung với rau sống, kèm dưa leo chấm với mắm nêm có sẵn trong tủ lạnh, thì nó bắt mồi dữ lắm. Giao Hạnh cầm cái ly qua phòng huấn lùng, gõ cửa lịch sự, nói là thiếm tư mời qua nhậu cá lóc nướng trui, đồng thời chìa cá ly ra là huấn biết phải làm gì rồi. Mỗi lần từ Sài Gòn ra lại phù cát, thì trong sách tay của huấn toàn rượu ngoại. Dặn chừng là nếu huấn bận trực trên hành quân chiến cuộc không có ở trong phòng thì ghé ngang gõ cửa phòng Đoàn Văn Phước. Cũng lịch sự nhắn lời mời của thiếm tư và chìa cái ly ra là Phước biết liền. Nếu Phước có hỏi thì nói rằng thiếm tư nghe được một nguồn tin thân cận là kỳ phép vừa rồi má của ông có lén lấy hai chai whisky của ông già bỏ vô túi helmet cho ông đem ra phù cát đại bạn bè. Thiếm tư nói ông chỉ rót đủ phần của bốn đứa chúng tôi mà thôi. Đang khoái tỉ nghĩ về buổi nhậu cá lóc nướng trui mà tôi về tới Ba Rắc hồi nào lẹ thiệt. Trong món rau sống có thêm lá xoài non chua chua chát chát ăn đỡ ngán, nên ai cũng thích, vì là lần đầu tiên ăn được rau sống kèm thứ lá dân dã này. Đất đai phi trường phù cát khô cằn sỏi đá, nên ít có loài cây nào trụ nổi, duy chỉ có cây xoài là xanh tươi ôm tùm bất chấp gió lào khô khốc, thành thử toàn phi trường chỉ thấy toàn xoài là xoài. Năm đầu tiên mới ra phù cát, xoài được mùa trái nhiều ơi là nhiều. Lâu lâu chúng tôi mới hái vài trái toàn ten dưới thấp, bầm nhỏ trộn với cá khô, nhậu lai rai. Số còn lại trên cao ức, chín vàng lượm, chờ gió rụng mới lượm mà ăn. Chứ có cây xào đâu mà hái.
bù lại sang năm sau, năm 73, thì lại không có trái nhiều. Trong những buổi chiều ngồi nhậu xoài chua với cá khô, anh em thắc mắc không biết tại sao thì có người nói, muốn biết thì hỏi thím Tư. Tôi liền trả lời rằng, tôi ở quê nên chỉ nghe người ta nói năm nào được mùa xoài thì mất mùa lúa, mà họ không biết giải thích nguyên do tại sao. Chuyện lưu truyền nên họ chỉ biết vậy thôi. Theo tôi dựa theo khoa học mà nói, thì lúa phải cần nước, nhất nước, nhị phân, tam cần, tứ giống mà. Lúa cần nước là chính, mà muốn có nước thì trời phải mưa, mà mưa càng nhiều thì cây xoài ra bông bị rụng hết, mà bông rụng hết thì còn đâu mà đậu trái cho nhiều. Tôi biết đơn giản vậy thôi, còn nó đúng được bao nhiêu phần trăm thì miễn bàn. Còn thêm một điều này nữa là xoài năm trước được mùa thì năm sau mất mùa, bằng chứng là năm ngoái nó ra trái toàn ven dày đặc mà năm nay thưa thớt rõ ràng. Mà không sao, có lực bù trừ, năm nay phù cát mất mùa xoài nhưng lại được mùa bầu. Anh em trong bàn nhậu ngơ ngác không hiểu tôi nói gì, thì vừa lúc đó chị Hà Thanh Tâm, tâm chùa, mang bụng tròn vo bước ra cửa kêu Tâm đang ngồi nhậu với chúng tôi về ăn cơm chiều. Đồng thời nhìn ra đường lộ thì thấy chị Vinh, chị Huấn và bà xã tôi, mỗi người mang một cái bụng lặt lè, đang đi dạo. Lúc này anh em mới vỡ lẽ cười khoái trá và khen, thím Tư mày hay, vô! Vì hai phòng sát gần nhau nên chị Vinh và bà xã tôi thường rủ nhau ngày hai bận, sáng và chiều thong thả đi bộ, dạo trên đường quanh khu Ba Rắc. Thì theo lời dặn dò của má vợ tôi là con nên đi bộ thường ngày để khi lâm bồn được nhanh chóng. Hôm nọ hai chị Trắng đi thêm một đoạn về hướng bãi rác để hái trái sim rừng. Chắc tại tới cử thèm chua, xong về lại Ba Rắc, thì bà xã tôi dẫn chị Vinh đi một vòng điểm danh phòng từng người, để chị Vinh biết thêm vì chị mới ra phụ cát. Tối đó bà xã tôi kể lại, em nói với chị Vinh phòng này là phòng nấu ăn của nhóc, phòng này là phòng của em, phòng này là của anh Hưng Mắt, phòng này là của anh Hạnh Hen, phòng này là của anh Châu Điếc. Rồi thì em nghe tiếng tầng hắn trong phòng, chắc ảnh muốn tụi em biết đại ý ảnh nghe rồi. Ảnh không có điếc đâu à nghe, mà ảnh có điếc thiệt không anh? Ây, người điếc sao vô được không quân làm pilot, châu chỉ điếc tùy theo thời cuộc thôi. Điếc thì theo thời cuộc là sao hả anh? Là chuyện gì châu cần biết thì nghe, còn chuyện gì không cần muốn biết thì làm ngơ giả điếc. Anh nói mà em không hiểu gì cả. Anh kể câu chuyện này thì em sẽ hiểu ngay. Một hôm Châu và anh cùng xuống ca nên được nghỉ ở nhà. Mới sáng sớm thì anh nghe tiếng xì xào trước hành lang, nên anh mở cửa ra xem thử coi có chuyện gì. Anh thấy thằng bạn quần áo lắng quắn đang kề bên tay trái của Châu, nói nhỏ nhỏ với vẻ mặt không được vui. Trong khi đó thì Châu ngẩng lỗ tai lên cao một chút, với cái ý là mày nói gì tao không nghe được. Chỉ nhìn qua là anh biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Một chàng thì lên đồ đi Quy Nhơn gặp bồ, nhưng chắc không đủ tiền. Một ông thì bị mượn tiền nhiều lần nên hôm nay không muốn cho mượn nữa, nên giả bộ không nghe. Với tình hình này thì anh phải ra tay cứu bồ, chứ để nó mà lỡ hẹn với người yêu thì không những nó xảy quá mà lại còn mất mặt luôn cả pilot của mãnh sư lâu nay nổi tiếng hào hoa dưới phố Quy Nhơn. Anh mới lên tiếng hỏi, ê, cái gì nữa đây, mượn tiền đi dạo phố với em hả? Ồ, tao hỏi mượn mà nó không cho. Mày hỏi mượn tiền mà đứng kiểu đó thì làm sao nó cho mượn? Sao vậy? Nó tự ái chứ sao? Tao có làm gì đâu mà nó tự ái. Tai bên trái nó bị điếc, mày hỏi mượn tiền thì phải nói tai bên phải nó mới nghe. Bị anh nói trúng bồi nên miệng thì nói mày phá tao hoài, còn tai thì móc bóp lấy 500 đồng đưa nó rồi nói lớn, 2000 rồi nhăn mày. Nghe xong câu chuyện bà xã tôi nói, sao mà khổ vậy anh, vậy lương ảnh tiêu hết rồi hả? Đâu còn nữa mà, nói chuyện lương 2000 mượn châu là thông qua 4500 tiền cơm trưa rồi đó. Bà xã tôi buông tiếng thở dài. Nghe tiếng thở dài của bà xã tôi thì tôi biết đúng thời điểm để tôi bắt đầu tâm sự. Mấy đứa độc thân tụi nó sống bạc mạng như thế á, vì tụi nó chưa có mang thêm gánh nặng vợ con. Còn như mấy anh em có gia đình, thì với đồng lương lính thì làm sao nuôi nổi vợ con. Như bản thân anh hàng tháng, anh đưa cho em chỉ có 5000. 5000 làm sao nuôi được vợ con, cho nên anh chỉ nói đó là tiền anh đưa cho em để dành mua sữa cho con. 5000 là tờ giấy, nó nhẹ lắm, nhưng đối với anh thì nó nặng vô cùng. Vì anh đã gửi tất cả tấm lòng yêu thương của anh dành cho em và đứa con sắp chào đời vào trong đó. Hàng ngày cái giọng của tôi có the thé,
nhưng buổi tối hôm đó chắc là mụ thương. Nên giọng nói của tôi nó êm, nhẹ nhàng thấm tận vào tim vì khi nhìn lại thì tôi thấy bà xã tôi nằm khóc ngon lành. Sau khi hết kỳ nghỉ hè, bà xã tôi phải về Nha Trang để đi dạy lại niên khóa mới. Và cũng từ buổi chiều đó, tôi trở lại sống cảnh độc thân tại chỗ. Rồi khi mở học bằng, thì tôi thấy có sắp tiền đúng 10.000 với lời nhắn trên tờ giấy học trò. Anh yêu thương, từ nay anh đừng đưa tiền lương cho em nữa. Giữ lấy tằn tiện chi dùng cho tròn tháng. Tôi cảm động vô cùng vì đó là tín hiệu phản hồi của em nhắn gửi cho tôi. Biết rằng tình yêu của em để lại cho người đang đối diện nơi đầu sóng ngọn gió này, nó còn nặng hơn gấp bội. Mãnh sư Lê Văn Nải. Bài viết đến đây đã hết. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.